Giờ này em thấy anh bắt đầu mê cô Mai Phương đó. Em luôn nghĩ bậy. Một mình em là đủ mệt rồi. Con nhỏ đó chả chết lắm đó. Em thấy nó ổng ẻo với ông Ngọc, ông Hiền, rồi với mấy người bạn của anh nữa. Anh khéo mà chiều chuộng nó, có ngày bị nó xỏ mũi đó. Không ai xóa mũi Lê Tuấn được cả. Em đang tiếp Thế Mạnh ở nhà hàng Ban Mai. Thế Mạnh say quá không chịu về, mà em sẽ cho anh biết cụ thể. Thôi mình về đi anh, khuya rồi, từ chiều tới giờ anh uống cũng nhiều rồi đó. Chị và cháu cũng không có lỗi gì đâu. Đúng, đàn bà tụi em không bao giờ có lỗi, chỉ có đàn ông tụi anh mới có lỗi, đúng không em? Em cũng không sai, chỉ cái Lê Tuấn mới sai. Em đã hứa hôm nào qua nhà nói chuyện với chị. Thật ra em nghĩ chị không cố chấp như anh nghĩ đâu. Không, không mà đuổi chồng mình ra ngoài đường à? Anh mà là thằng đàn ông khác, anh đi lâu rồi. Vợ chồng sống với nhau không có tiếng nói chung, ai là người có lỗi chứ? Chỉ mình anh có lỗi thôi hả? Nếu khóc được thì anh cứ khóc đi, xong anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Không, đàn ông như vậy thì hèn lắm, hèn.
cuộc đời của anh đang chịu nhiều cái hèn lắm. Anh Tâm, mày tới chưa? Có chịu chỗ kín đáo mà làm. Uống cho anh một ly. Không biết uống thì uống bao nhiêu cũng được. Hôm nay nói chuyện với em, anh như trút đi được một gánh nặng. Anh quý em lắm. Nhưng em có biết là em đang đi đâu và em đang làm gì không? Em không biết đúng không? Nếu như không biết thì dừng lại đi, kẻo không kịp. Em là một người thông minh, có nhan sắc, có tri thức. Đừng hủy hoại đời mình nơi ấy nữa. Em hiểu anh nói gì không? Thấy chưa? Đúng rồi đó, chính xác đó rồi. Mày phải làm cho kín đáo vô nha. Con không thể ở trong căn nhà suốt ngày chỉ có tiếng cãi nhau với ba mẹ. Mỗi khi ngồi nhà bà phòng, bên tai chỉ dằn dặn tiếng mẹ là ba, tiếng mẹ khóc, tiếng mẹ chị chi. Con thèm được sống trong cảnh đầm ấm của gia đình. Tôi muốn đơn giản như vậy, tại sao con lại không có được? Ba mẹ trôi qua, con không được ở trong căn nhà yêu quý của mình. Và ba mẹ chỉ ba ngày, con đã đối mặt với rất nhiều chuyện. Nhưng cô thấy cuộc sống bên ngoài không như lần nào cô cảm nhận. Cuộc sống của con trong thời gian qua chỉ là bóng chính tường, chỉ những lần cãi nhau của ba mẹ. Những ngày ở nhà dì bạn Châu, con nhớ ba mẹ thật nhiều. Nhưng con còn những giây phút như thế này, chị khuyên con trở về. Nhưng con xin phép chị ở thêm vài ngày nữa. Khi nào con quên hẳn cảm giác thỏa thuận, không khí căng thẳng trong gia đình, con sẽ về. Con biết mẹ lo cho con, thì xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Con đã gặp cô Mai Phương, bạn của ba mẹ. Cô ấy không như con tưởng tượng, sẽ tha ba mẹ lên mắt với con. Cô Mai Phương dẫn con đi chơi, đi coi phim. Những điều cô ấy nói tuy đơn giản, nhưng con đã hiểu ra thật nhiều. Con khi mình có lỗi với ba mẹ, nhưng không hiểu sao con không thể nào thoát ra lại cũng nổi. Con qua phòng mẹ, tôi thật lo
lâu trước phòng mẹ và không dám gõ cửa. Tôi đã định trả lời ông mẹ, không chịu mà đi hết. Tôi cũng muốn là xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Không biết chị trả mấy tháng nay phải ít gì nhà. Có lẽ bà cũng hiểu con, không chịu nổi không khí gia đình. Cũng mẹ không có lỗi, nhưng nhớ mà ba mẹ chịu nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Mình là bạn của nhau mà. Con nhớ rồi. À, cô sẽ thấy mẹ của con rồi. Bây giờ hai cô cháu mình đi thăm mắm nha. Dạ cô. Đi. Tin nha. Sao cô muốn ăn món tim vậy? Thì bữa nay ăn để ôm lại. Của hai cô nè. Dạ cảm ơn cô. Bò bí và gỏi cuốn ở đây không có nơi nào ngon bằng đâu. Hồi cô còn là sinh viên á, cô với mấy bạn hay ra đây ngồi ăn lắm. Mỗi khi có dịp chiêu đãi á là ra đây không à. Sinh viên vui lắm hả cô? À, thì tuổi nào cũng vui hết. Nhưng mà nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà. Nhưng sinh viên đó thì quậy kiểu khác. Chuyện gì lớn lắm rồi. Bắt gặp hai cô cháu đang giặt nha. Ủa, ba đi đâu vậy? Anh Mạnh, anh cho ăn luôn đi. Đây, anh Mạnh, ăn món học trò nha. Ăn cái gì cũng được. Mấy chục năm nay mới ăn lại món này, cũng ngon ghê ha. Gia công của cô Phương đó. Hả? Vậy để hôm nào ba mời hai cô cháu đi ăn cái món gì để gọi là cảm ơn ha. Ba hứa rồi nha. Em cảm ơn món quà của anh nha. Đừng bao giờ nói cảm ơn anh. Em xin đáng được nhận mà. Anh đó, anh hư lắm nha. Luôn miệng nói yêu em mà suốt ngày cứ cặp kè với con nhỏ đó. Nó hơn em cái mép ác thôi chứ có gì đâu. Em ghen với cô ấy làm cái gì? Sao không ghen? Lê Tuấn là của em, không ai được quyền chiếm đoạt hết. Đàn bà nói cần ghen, ghê thật. Không chỉ là ghen đâu, mà em nói cho anh biết, có loại đàn bà lẳng lơ như nó, chỉ biết moi tiền của đàn ông mấy anh thôi. Anh có biết dạo này nó quen với thế mạnh bạn của anh không? Sao, anh không tin hả? Được, em cho anh coi cái này.
Thôi, tới giờ anh phải đi rồi, trễ chuyến bay mất. Em nhớ làm những việc anh đã dặn. Sau việc anh sẽ thưởng. Khoan đã, anh nhớ về nước phải đổi xe máy cho em nha. Người yêu của anh mà đi xe cà tàng là khó coi lắm đó. Ok, xong việc người đẹp sẽ có ngay chiếc xe mới, được chưa? Cảm ơn anh. Mình thật là vui vì hôm nay được cô Mai Phương tiết lộ bí mật hấp dẫn mà mình sẽ là nhân vật chính để hàn gắn tình cảm ba vợ chồng. Cô Mai Phương thì là tốt, mình thì là may mắn khi gặp được cô ấy. Mình rất là hồi hộp cho màn kịch công phu của hai cô cháu, không biết nó có thành công không nữa. Thì cũng vì ba nói, ba đã cho cô ấy biết sự rạn nứt trong tình cảm ba vợ chồng. Và nhờ cô ấy đã âm thầm giúp đỡ mẹ con mình trong thời gian ba con về nhà. Mình mang ơn cô ấy rất là nhiều. Nếu mình hôm đó không gặp được cô Kim, không biết bây giờ mình ra sao nữa. Kế hoạch thì được á, nhưng mà thời điểm này thì không dễ gì mời được mấy ổng đâu. Anh hai cũng biết là khó nên mới nhờ anh Năm. Anh Năm ráng giúp giùm ảnh đi, anh muốn gì em cũng chịu hết. Danh nghĩa công ty đứng ra mời thì khó mà thuyết phục. Thôi, chắc để anh suy nghĩ thêm. Trong ta anh Năm thôi mà. Anh Tuấn nói đi nước ngoài vài bữa về sẽ gặp anh Năm liền. Anh hứa giúp nha, cũng là làm từ thiện thôi mà. Mấy ổng tin lắm, chứ không phải như em tưởng đâu. Mấy hoạt động này ai không biết là bia, chứ đâu phải là bỏ tiền ra là được. Để anh nghiên cứu xem sẽ mời ai. Anh Năm, thời gian cũng cận kề rồi, anh Năm ráng giúp sớm nghe. Vậy coi như là anh Năm đã hứa rồi nghe. Em cảm ơn anh Năm hen. Thôi bây giờ em xin phép anh em về. Em mong là sẽ có dịp gặp lại anh Năm. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Ủa? Sao em đe hết trơn rồi? Chị Mai Phương hát hay quá à. Em không ngờ Á Khôi Chuồn Luật lại có giọng hát mượt mà như vậy. Em hỏi thầy cô á, thầy cô nói chị giỏi lắm. Ngày xưa chị còn đi học á, chị nổi tiếng là hát hay, học giỏi, lại còn đẹp nữa. Hèn gì khối anh theo. À, cô điều tra tôi nha. Hôm ba em nói á, chị là Á Khôi sinh viên á, em lập tức điều tra liền luôn. Ở trong trường còn treo đầy hình của chị đó. Ừ, lâu rồi chị cũng chưa về trường nữa. Ủa, mà sao đang làm MC nổi tiếng mà lại bỏ cho công ty của ba mình làm vậy? Tại vì Phương thấy á, học bao nhiêu năm trời mà ra đi làm MC á, thì phí lắm. Cho nên Phương muốn tìm một công việc nào đó ổn định để mà làm, rồi thỉnh thoảng mới đi làm MC. Như vậy là ok rồi. Chị Mai Phương, hôm nào chị dạy em học đàn nha. Em mê lắm mà chưa có dịp học nữa. Ok cô nương, nhưng mà bây giờ cô nương lo học để mà làm đoạn văn cho tốt đi, rồi tính tiếp, nghe chưa? Chị có đem một ít tài liệu là sách gối đầu giường của chị, xem có giúp ích gì được cho em không nha. Dạ. Công nhận đẹp như Mai Phương sướng thiệt á. Đi đâu cũng có khối đàn ông theo giúp đỡ. Bữa trước mà không nhờ Phương dẫn đi và giới thiệu á, thì chắc còn lâu mình mới có thể moi được thông tin của bệnh viện á. Lúc trước Phương có làm MC hội thảo bên đó, cho nên cũng quen thân. Mai Phương quen biết nhiều ghê nha. Ở Việt Nam mình sao mà cái gì cũng tuyệt mật, tối mật. Có ngày bị dập mật. Con bé này. Mời ba cô nương xuống ăn cơm. Dạ. Wow, nhìn ngon quá à. Phải công nhận á, bà Năm nấu đồ mặn hay đồ chay gì cũng ngon hết trơn á. Bà Năm mở nhà hàng đi bà Năm. Ba chị em tụi em hư quá à. Cứ mãi tụm lại hả, tám đủ thứ chuyện hết á. Để cho bà Năm với chị lùi cụ dưới bếp, em ngại quá à. Không sao đâu, lâu lâu nhà mới có khách mà. Em tới chơi là tụi nhỏ vui lắm á. Dạ, em xấu tính lắm đó nha. Được chị với bà Năm chiêu đãi như vậy, em tới hoài luôn cho coi. Hứa nha. Dạ. Cứ coi tụi nhỏ như là em đi. Khi nào rảnh tới chơi rồi chị đãi món chay cho. Dạ. Mô Phật, nhà này lại sắp có thêm một Phật tử nữa rồi. Cái con nhỏ này biết lắm quá à. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Em mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Nè em. Dạ. Em cảm ơn chị. Ông già Noel và bà chú Tiết sẽ tặng cho con một món quà để làm kỷ niệm, chúc con hạnh phúc. Thank you.
Em nhớ ghi lại tên đại điện phương tiện nha. Dạ, giới thiệu với anh công ty này xây những cái nhà rất là đẹp. Rất đẹp. Chúng ta đừng lưu đi, sẽ không có nhiều thời gian. Dạ. Dạ, có cảm ơn chú ạ. À. Dạ. Thảo, danh sách đại biểu ông có chưa? Hồi nãy chị kêu là em đã ghi xong rồi kẹp vô hồ sơ rồi mà. Ủa vậy hả? Dạ chú ơi, ủa cho con xin lại cái địa chỉ nha. Đâu ta? Chết rồi, đâu có đâu. Em tìm lại giúp chị đi. Chị này ngủ ghê nha. Em đã nói là chị kêu em ghi xong rồi. Em đã kẹp vô hồ sơ cho chị. Chết rồi. Đâu có. Giờ phải làm sao đây? Thôi tình cũ làm lỡ đi. Anh Tấn, danh sách đại biểu của em bị mất rồi, em tìm hoài không thấy. Không sao đâu, em có bắt đầu được. Em nguyên cái tổ mình là còn đủ á nha. Chỉ có bảy đồng mình mới chết là sao. Kính thưa các anh hùng, các ba, các má, chỉ còn vài ngày nữa thôi là cả thế giới sẽ bước vào một năm mới với nhiều niềm vui mới. Bên cạnh niềm vui chung của đất nước và thành phố, công ty Thành Đạt luôn tri ân những anh hùng đã hy sinh cho đất nước. Tri ân các ba, các má là những người cha, người mẹ, vợ, chồng, người thân của các anh hùng đã không tiếc xương máu của mình hy sinh vì độc lập của dân tộc. Hôm nay, trong không khí đón chào năm mới, thì công ty Thành Đạt tổ chức buổi lễ tri ân để tỏ lòng biết ơn các anh hùng, các má, các ba. Dạ, kính thưa các anh hùng, các ba, các má, cùng các vị lãnh đạo, dù những ngày cuối năm bận trăm công ngàn việc, nhưng chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp ông Đỗ Thanh Phú, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hoành tráng quá ta. Có nón Noel. Bữa nay bà già Noel bày tiệc cho cả nhà mình đó nha. Mẹ có mời cô Mai Phương không ạ? Mẹ có gọi điện, nhưng mà cô Mai Phương nói bận đi công tác không có tới được. Tiếc quá. Cô Mai Phương hứa là bữa nay sẽ tặng con một món quà Giáng sinh rất là đặc biệt. Lớn rồi, làm như còn con nít hay đòi quà. Trời ơi, vậy mà cũng có người lớn thích được nhận quà chứ bộ. Ông già Noel tuyên bố lý do đi. Được chưa? Mà ba thấy là để ba đi bắt tội phạm có bộ dễ hơn á. Cái này khó quá. Vậy thì để con tuyên bố. Chúc mừng Noel, chúc mừng năm mới. Từ nay ba sẽ ở nhà luôn, không có ở cơ quan nữa. Chúc mừng. Chúc mừng, mừng.
hai mẹ con ăn đi. Dạ. Mẹ con. Ăn đi con. Chắc là cô Mai Phương tới đó. Ăn đi con. Anh, có người cần gặp anh, họ nó gấp lắm. Ai? Em không biết nữa, nhưng mà nhìn mặt anh ta có vẻ hung hăng lắm. Chắc không có gì đâu, hai mẹ con ăn đi, để ra coi sao. Ăn đi con. Are you ready to party? Chào anh. Hai anh cứ về đi, tôi sẽ nói chuyện với Lê Tuấn và Hiền sau. Anh thông cảm. Bất đắc dĩ lắm á, tụi tôi muốn họ tới đây làm phiền anh. Anh Hai với anh Hiền á cũng đang gặp khó khăn, mà tiền á thì để lâu quá rồi. Thôi thì anh thanh toán chứ một nửa đi. Tôi đã nói là anh cứ về đi, tôi sẽ nói chuyện sau. Anh à, bây giờ tụi em về á mà chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, tụi em chết. Hay là vậy, anh ký tờ giấy này, anh chỉ trả lãi suất 10% thôi. Chị cũng bèo lắm rồi, anh đừng có dùng nhàn. Giờ con thấy được thì không tốt. Anh ký vô đi. Cảm ơn các cậu nha. Hôm nay như thế này là vui lắm rồi. Cảm ơn chú Tuấn nha. Doanh nghiệp mà biết nghĩ tới cộng đồng, biết chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, tôi nghĩ sẽ mau ăn nên làm ra. Dạ, dạ. Cũng nhờ các anh thương tình. Dạ, xin mời. Xin mời. Mời. Dạ, công ty có món quà nhỏ gửi hai chú nhân dịp năm mới. Dạ. Dạ, con gửi cho chú. Hey, cậu tìm đâu ra một cô thư ký vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như thế này. Cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn chú. Thôi, chào nha. Dạ, hẹn gặp lại anh ạ. Chào. Dạ. Happy New Year, Happy New Year, na 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 na. Cảm ơn.
Mình ngồi đây luôn. Vâng. Kính thưa quý vị, cứ mỗi dịp chào đón năm mới là chúng ta lại gặp nhau trong cái không khí đầm ấm vui vẻ như thế này. Bây giờ là giây phút được trông chờ nhất. Mỗi người chúng ta sẽ được một món quà bằng hiện kim $100. Và ngoài món quà bằng hiện kim này, công ty còn dành tặng mỗi người một món quà rất đặc biệt. Tuy nhiên, để nhận được món quà này, mỗi người phải thực hiện yêu cầu được đặt ra nằm trong món quà đó. Bây giờ, người đầu tiên lên nhận quà chính là giám đốc Lê Tuấn. Đây là quà của anh. Cái gì đây? Thôi chạy vô đi, vô đi. Mời mời. Dạ mời anh. Đi dự tiệc mà có quà nữa, thật là vui quá. Tôi mới vào công ty làm năm nay đó. Dạ bác, đẹp quá. Đọc đi. Cô Thảo đọc đi. Dạ anh. Anh có quyền hôn người mình thích nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay. Chúc mừng giám đốc vừa ghi một điểm rất ngoạn mục. Bây giờ theo điều lệ của ban tổ chức, nạn nhân vừa nhận nụ hôn bất đắc dĩ đó sẽ được lên lãnh một món quà đặc biệt. Uống đi chị. Thôi uống đi món quà. Mời. Đây là quà của chị. Cảm ơn Thảo. Biết ngọt chân. Thôi uống đi, uống đi ta. Ngọt quá nha. Wow. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Biết chưa có thấy. Năm nay tôi nhiều khoản ghê. Đẹp lắm. Em ngồi được. Dạ. Ngồi đi bà ơi. Chỗ tôi mua dài lắm. Nữ đi mua đi cân. Của nữ là tặng dài. Còn biết nam tôi cũng được tặng dài. Bố ta. Đúng không? À đúng đi. Bạn ấy. Thôi mời mời mời. Bố sao gọi đây bố? Ai lựa dạy cho Mai Phương? Dữ quá. Đọc đi. Còn cái này mới là quan trọng. Mai Phương đọc đi. Bắt nhịp cho mọi người cùng hát. Và muốn minh họa bài Kỳ chú ít con. Hai ba. Kỳ chú là chú ít con. Còn chú ngồi học bài một mình bên hồ bông kêu xoan. Bao nhiêu cá trên lòng tung, bao nhiêu cá trên lòng tung đàn chỉ cây con nhịp nghe trong hết hai lòng. Ôi chết, có sao không em? Chắc tao không nhớ. Chạy mới là kỳ vậy.